thân mến, và ngày hôm nay cũng rất là vinh dự và hạnh phúc, và không để quý vị phải chờ đợi lâu thêm nữa, ban tổ chức xin được khai mạc chương trình tiệc cưới ngày hôm nay để chúc cho buổi lễ Vu Quy, chúc cho cô dâu Thùy Loan, chú rể Văn Thu với những tình yêu đẹp và một tình yêu viên mãn trọn đời. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, xin được hân hoan chào mừng chào đón toàn thể quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì chú bác cùng các bạn bè nam thanh nữ tú gần xa đã trở về đông đủ để trở về chúc cho đôi bạn trẻ được trăm năm hạnh phúc. Và ngày hôm nay cũng rất là vinh dự, trung tâm tổ chức sự kiện Thiền Khai có địa chỉ tại bản Ít, xã Mường Hung cũng đã trở về với chương trình long trọng tổ chức buổi lễ ngày hôm nay, và cùng trở về để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của gia đình, đẹp nhất của cô dâu Thùy Loan, chú rể Văn Trung ngày hôm nay. Có nhiếp ảnh gia quay phim Mạnh Hoàn có địa chỉ tại bản Lề, xã Triển Khong, Sông Mã, Sơn La. Và cùng dẫn chương trình ngày hôm nay cũng xin được giới thiệu toàn thể quý vị là một niềm vinh dự của MC Đức Ngoan. Vậy thì cho phép những người làm chương trình được thay lời cho gia đình gửi tới toàn thể quý vị anh chị một lời cảm ơn, lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Xin được thay đời cho gia đình gửi tới toàn thể quý cụ lời kính chúc tràn đầy hạnh phúc, chúc cho ông bà sống lâu trăm tuổi, chúc cho họ sức khỏe dồi dào, đôi đứa yêu nhau càng thêm thắm nồng. Chúc buổi lễ Vu Quy ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Chúng ta vỗ tay để chúc cho buổi lễ thành công rực rỡ được không ạ quý vị ơi? Vâng, thưa quý vị, khao khát bao năm mãi đợi chờ, hạnh phúc ngày hôm nay đến hứa như là mơ. Nốt nhạc hân hoan mừng rể thảo, trăm hoa đoan nở đón dâu hiền. Hạnh phúc có được kể từ đây, giây phút trăm năm chính lúc này, siết chặt bàn tay xây tổ ấm, hạnh phúc trăm năm mái sum vầy. Vâng, ai chắp cánh cho chim bay về thổ, ai mở đường cho đôi bạn trẻ gặp nhau, trải qua bao cuộc bể dâu, phong ba bão táp mà đến đâu cuộc đời, bằng một trái tim chân thành hòa quyện với một tình yêu sâu sắc, cô dâu Thùy Loan, chú rể Văn Thu đã đang tay trong tay, lòng sức lòng lòng trong tình chồng nhớ vợ, sẽ trèo lái con thuyền tình yêu của mình để cập bến bờ hạnh phúc. Và ngày giây phút ở đây không để quý vị phải chờ đợi lâu thêm nữa, xin mời quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu để chào đón sự hiện diện của hai bông hoa tươi thắm. Chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu cô dâu Thùy Loan, chú rể Văn Trung. Xin mời hai bạn sẽ cùng nắm tay nhau hiện diện lên sân khấu để ra mắt cho toàn thể quý vị. Dành tặng cho chú rể cô dâu một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón được không ạ? Nào quý vị ơi! Trường cưới của chúng ta đã chào đón được hai bông hoa tươi thắm. Cô dâu Thùy Loan, chú rể Văn Thu cũng đã trở về sân khấu ra mắt trước toàn thể quý vị. Một lần nữa đề nghị toàn thể quý vị trong hội trường dành tặng cho chú rể cô dâu một tràng vỗ tay thật lâu nha để cùng chúc mừng. Quý vị thân mến, cây trăm cành sẽ về một cội, nước ngàn sông sẽ tụ hội về một dòng. Dẫu ai đánh được tình trong, anh đã yêu em sẽ nguyện ngàn năm chẳng rời. Và ngày hôm nay sự thật thì đã đến rồi hai em ơi, hai em bên nhau suốt cuộc đời. Hồi hôn chúng ta cũng phấn khởi, chúc cho hai em sống vui tươi. Vâng ạ, hai em ơi, đã yêu nhau là phải say đắm cho tình yêu nồng thắm đứa lôi, đã yêu nhau là phải lở đất long trời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Và ngày hôm nay chú rể Văn Thu khi ra về anh sẽ nắm lấy tay, nhưng anh không nắm mà anh ôm ngay mái đầu. Hai em tình cảm âu sầu để cho năm tháng dãi dầu bên nhau. Giờ đây Thu Vu trước Loan sau sẽ duyên hội ngộ để bên nhau trọn đời. Và quý vị quan khách cũng đã được long trọng kính mời về đây để chúc cho đôi bạn trọn đời tình thủy chung. Và để thay lời muốn nói, thay lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị anh chị đã trở về hôn trường cưới. Chúc cho đôi bạn trẻ Thùy Loan, Văn Thu một tình yêu đẹp, hạnh phúc ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời cô dâu Thùy Loan, chú rể Văn Thu hãy cúi chào ra mắt thay lời cảm ơn được không ạ? Dành tặng một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, tình yêu luôn là những phép màu chứa đựng những yếu tố bất ngờ và đầy thú vị trong đời sống của mỗi chúng ta. Vậy từ bao đời nay, các đức danh nhân thi sĩ cũng đã mượn chủ đề tình yêu để viết lên những cung bậc xúc cảm. Và ngày hôm nay, vì những nét đẹp của tình yêu đã mang đến cho bạn trẻ một tình yêu đẹp tiến đến hôn nhân thành công mỹ mãn như ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và cùng trở về với chương trình hạnh phúc và tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Đức Ngoan cũng muốn là toàn thể quý vị chúng ta cùng ngắm lại, lắng nghe lại những nét đẹp tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, khi tình yêu đến, hai con tim yêu sẽ tự động tìm về với nhau và họ sẽ trao nhau những niềm vui và hạnh phúc. Và đã trải qua những ngày tháng, năm tháng tìm hiểu, yêu đương kỹ càng rõ ràng, thì ngày hôm nay đôi bạn trẻ của đoàn lượt nghe được một tiếng sét ái tình. Thì cô dâu Thùy Loan cũng nhận ra chú rể Văn Thu là một nửa bấy lâu em hằng tìm kiếm. Và chú rể Văn Thu cũng vậy, cũng nhận ra cô dâu Thùy Loan cũng là một nửa bấy lâu anh hằng tìm kiếm. Vậy là chú rể Văn Thu cũng đã nói, cũng đã tâm sự với cô dâu Thùy Loan rằng là: em à, ước gì anh lấy được nàng, chung cha chung mẹ, sớm chiều có nhau. Vâng, để đáp lại những niềm vui và hạnh phúc, những lời mật ngọt của chú rể Văn Thu, cô dâu Thùy Loan có đáp lại rằng là: anh về quốc đất để mà trồng cau, để em trồng ké, dây trầu một bên. Bao giờ trầu ấy lấn lên, cau kia ra trái, mình nên vợ chồng. Và ngày hôm nay, dây trầu đã quấn chặt lấy thân cau để cho tình chồng nghĩa vợ dài lâu trọn đời. Vậy một lần nữa để chúc cho đôi bạn trẻ được trăm năm hạnh phúc, dành tặng chú rể cô dâu một tràng vỗ tay thật long nhiệt nào. Vâng, thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2022 và nhằm vào ngày 4 tháng 4 năm Nhâm Dần, được hai gia đình chọn là ngày lành tháng tốt, long trọng tổ chức buổi lễ Vu Quy chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Thùy Loan, Văn Thu ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là ngày bách niên hảo hồng, ngày mà vạn vật tinh tú giao hòa, ngày ông Tơ bà Nguyệt cắt tóc sơ duyên cho đôi bạn trẻ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, ngay giây phút ở đây cũng đã đến giờ lành giờ tốt để hai gia đình bốn họ long trọng tổ chức buổi lễ trao dâu nhận rể. Vậy cho phép những người làm chương trình được trân trọng giới thiệu kính mời vị đại diện đáng kính gia đình họ nhà trai sẽ cùng hiện diện lên sân khấu để ra mắt và long trọng tổ chức buổi lễ trao dâu nhận rể. Cùng với đó, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu kính mời một vị đại diện đáng kính của gia đình họ nhà gái và bố mẹ đại diện gia đình họ nhà gái cùng nắm tay nhau hiện diện lên sân khấu. Trân trọng và kính mời. Xung khỏi này xó chiếc mây, đại diện hương là bên bốn miền gia mát toàn bờ, đại diện bên là tái nay giáo bờ họ còn khăm khen khẩn ma các sân khấu ón à. Các bà giáo bờ nhận cười xung khỏi là bên các bà xó mây. đại diện rất là tăng cú tăng gia tẩm bờ đại diện tăng hải tái mai toàn khơi họ còn cử ba sân khấu on à giao bờ nhận khơi xung quanh lại mấy các bạn sáu mấy đi trường cưới của chương trình Lễ Vu Quy của gia đình chúng ta đã chào đón được hai bông hoa tươi thắm là chủ nhân Thùy Loan, chú rể Văn Thu được hiện diện trước toàn thể quý vị. Và đặc biệt hơn nữa, ban tổ chức cũng đã trân trọng và kính mời đại diện của hai gia đình họ nhà trai, họ nhà gái là bố mẹ của chú rể là cô dâu hiện diện trước toàn thể quý vị. Một lần nữa để chúc cho buổi lễ được thành công rực rỡ tốt đẹp. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta cùng nâng những cái tay nhẹ nhàng nhất của mình lên dành tặng cho đại gia đình chú rể và cô dâu một tràng vỗ tay thật lâu như nào. Xin được trân trọng giới thiệu trước toàn thể quý vị và đứng kế bên chú rể đẹp trai nhất của gia đình chúng ta ngày hôm nay, chú rể Văn Thu là mẹ và đại diện của gia đình họ nhà trai cũng đã trở về hôn trường cưới ra mắt trước toàn thể quý vị. Cùng với buổi lễ chương trình cha rể và nhận dâu, chúng ta dành tặng cho phái đoàn họ nhà trai một tràng vỗ tay thật lâu như để chào đón được cô ạ. Xin được trân trọng giới thiệu đứng kế bên cô dâu đẹp nhất, xinh nhất, lộng lẫy nhất ngày hôm nay, cô dâu Thùy Loan là bố mẹ thân sinh của cô dâu và đại diện của gia đình họ nhà gái được hiện diện trên sân khấu trước toàn thể quý vị. Một lần nữa đề nghị toàn thể quý vị dành tặng cho gia đình nhà gái một tràng vỗ tay thật lâu như để cùng chúc mừng. Thưa quý vị thân mến, trăm năm thì chọn lấy một ngày thì chọn lấy một giờ. Và ngày hôm nay là ngày mùng 4 tháng 5 năm 2022 và nhằm vào ngày mùng 4 tháng 4 năm Nhâm Dần được hai gia đình chọn là ngày lành tháng tốt, long trọng tổ chức buổi lễ Vu Quy. Chúc cho bạn trẻ Thùy Loan, Văn Thu nên vợ và thành chồng. Vậy cho phép những người làm chương trình được thay lời cho chủ nhân cái Thái Tử Hồng trinh trọng tuyên bố lễ Vu Quy chúc mừng hạnh phúc trăm năm đôi bạn trẻ cô dâu Thùy Loan, chú rể Văn Thu chính thức được bắt đầu. Vỗ tay chúc mừng nào. Trong này xoay vào mẹ lòng bị lại con đây việc cưới lòng hở chu lùi phổ mía đi là việc vô băng diệt không trọng trần phòng phủ tê làm hóc bao giềng chủ con tinh phén đỉnh bao trùng đi là việc vậy chứng mày cùng phổ biết thì chúng các bạn tánh rất là giàu xong là nòi hâu Thùy Loan, Văn Thu ta cam đi phải chỉ phải lùi sang lùi biết bao mới chết là phải chỉ phải lùi sang lùi cái bao mới chết là chè chỉ phải lùi phùa lùi mía nhở ăn thảo ăn lò phò mẹ ơi nó mà muốn hết trong này xong là nòi hóc qua nhâm trong họ lằng tức là cả bên đô nói hạt các bài các em tôi chẳng họ mà đi lại ai lại em lại phú lại già lại ta lại nay riêng sung sướng nhớ hùng bùn nước lan nhớ hồng bàn nước lửa nhưng các dịp về xào cha chạy ra biển bão chứ là xong là nòi hâu cái chẳng mà มาโลตาก๋วยปั่นไส้สาวเลื่อนเหนือก๋วยปั่นนำพม่าสองหลงโฮจังมาเพื่อนำเพื่อนสาวจากพม่าเพื่อจู่เพื่อพื้นตาเพื่อสื่อสารเพื่อตื่นเมื่อไอซอนสองลำลอยเขาก๋วยจังเลยอ่ะเพื่อปอกกันหนังไปเมืองเสือกันหนังไปบ้านต่างวิหารกลุ่มเชิงในก้อมจู่ฉันโตสาวเอาไก่สาวฉันโตสวยหมอนไอเชื่อใครมาเกิดมณีจมไหลเพื่อหลับเพราะนายบ่อเนมสองเฟืองเต้กาไหลสมบัติกบาสมเจอเกิดจากตั้งแต่งบ้านเข่าปังลองไปจมเมืองแห่งฟุกขอสองลำรูเฮาเชื่อเกิดมณีจมไหลพ่อแม่น้องพี่เอ้ยไปหาก้ามเอิญหอบพ่อแม่ไปหาซาเปอร์ยันเคยซุ้มคอยสไลเชียงเมยได้เสียนเพื่อหลับเป็นอาจผู้เอ็มซามาเห็นเสียนหอดเกลือคนเฉยเคยมาตอนเปิดชีวิตข้อถึงสองเสียงสาวเคยเงินเปิดหนังคนเฉยเคยเฮาสไลเชียงเมยตั้งหลายพ่อแม่เอาการเมื่อสูงย่อเมื่อสูงก็เมื่อสูงโอชมตอนทัดเบียวได้เสียนอาจผู้เอ็มซาเนอสบายเย็นพ่อแม่น้องพี่เอ้ยไหลจะอื้อถือจะก้อพอมันนี่หาไหลบดีเว้นสั่นมือสั่นเว้นแทบมือแทบเชื่อน้ำผีเชื่อหลังมาเกิดจังอาไหลสื่อจะจีของจีเกิดหลังเมืองไหลสื่อจะจีสองฝ่ายเจ้าเงินเพื่อหลังมาต่างแต่งบ้านเข่าฝั่งลองสังวรหน้าตั้งผู้ตั้งซาหมากว่าจานตัวมาเมื่อดีสังเกตมาไหลกำปั้งหลงหนอกระบาสักก้อนเต้าบาน่ะเพื่อเกิดจังอามาหอดไอ้ตายไหมมาจ้องมาพ่วยกระบาจังอาเฮ้อเราต่างแต่งบ้านเข่าฝั่งลองเชื่อมึงหายคู่กับสารนายเฮาเชื่อไอ้ตายไหมกระบามีความสั่งเงินเสื้อlà trông muôn tức là trông sống lù sống tàu trông nhàn cười tức là Việt Nam lù tàu chứ cả một đấy trông lại tức là này trông nhìn tức là đại diện tăng bên phú biển xa mát tỏn bờ mát rào cười cặp bóng vi quang sáng hơn xưa xóa lại cảm ơn tức là sang mốt tài tả em nay thằng banh tỏn lón phái đoàn tức là bên tăng cười tức là mát trông một của bác họ trẻ bên đi cả một đấy trông lại của mẹ ơi bóng vi quang sáng hơn xưa tức là khỏi tờ hư lem xì là tăng hơn nhanh chắc chứ bà xưa là tăng nà tăng tăng phú tăng ra xin lừa sau này chúc hở tăng ngại phú em ra cùng phái đoàn tăng ngại phú em ra mà trong môn của phát khẩu là chèm mình đi do cả bác máy hay là dây kinh mà cưng chúc hở cười hả bà hâu tức là phải bà bên cười bên phố bên mía làm lên lơi bên phố bên mía tức là tinh hưởng hàn thầu xóa chúc hở phú hở ra xóa chúc hở tà hở nayเป็นเรื่องขื่อให้ลงลำเลยเลยนะสุดาตัวเนื้อถุยมซาหายตายไม่เนื้อแล้วมาของนั่นคือตั้งเงินคือหลักฝ่ายด่วนคือหลักตั้งเป็นตาเป็นนายแต่ที่มีข้อหนึ่งสองเสียงคือหลักใบข้ามเอิญฮอตคือหลักคือหลักถุยมซาข้ามเอิญฮอตฝ่ายด่วนฮอตจะใช่หักแป้งไปเบียร์บ้างการมาช่วงมวลหักแป้งคือหลักไปเบียร์บ้างการมาช่วงปั้นเข่าหักแป้งมาสมเกยหาคือหลักหายตายไม่แต่ที่มีข้อหนึ่งสองเสียงพ่อแม่พี่น้องบ้านของเอาไว้เอาอันต้มมือจมตอนพัดเบี้ยวได้เสียนตั้งตาตั้งนายเอาเด้อจุงยักษ์ยักษ์กาหมามือจะเป็นสาวย่าเป็นเบา13หูตัดผี14หูตัดหืนไหนหืนต้องเศร้าสีตัดผีไหนผีน้อยสาวของวันเศร้าสงจังเอาเสือโป้หัวมากกว่าเสือปานว้ามากลงไหลกวยแขนเอาตัวเฮือนมาเหลือ ba đứa họ sang bón đồ bón lán thao khá này mà xếp sám hù thì bú xếp xí hù xếp yếu kiểu rất từ sống sao hù hú kiểu sơn nôm hồng phồng giật dòng dòng nông phóng kèm phán sang bón đồ bón lán phải bàn tờ mà phóng bàn tờ hay phóng mẹ á phóng mướn nữa hay phóng mẹ bà phóng tu nào nói dòng rú tân càng sang bớt để bớt tân xả pu nụ phá bản phá nà pu cỡ từ tín mai ra quát tín mai ra thòn tín mai như vậy mà hoạt cảm phồng cho tăng bằng na mương cái hao nì còn răng mắt in hùa qua canh mặt mền kén cọ quam để quam chu hư cơn su áo để quam bá quam xào cơn su po su me po me xào bàn tảo máu còn răng bàn phán chóp nhưng mà ủng dân xào áo dân lu nhưng bất tể bất tan sang bón lù lù nhinh con đùng sao mà con hai phải nhắn lắng tay vô hùng dân đùng vô tín xin nhá không khỏi bên đúng bên ta có ba bàn hàn chộp bọn bò bọn mè là phú già sao mà có chẳng ăn em teo cơn số gần hà rào bé số hóa gần khẩu lẩu mú kiếm ma hà lại cam pháp luống nó mà nó quân phấn khẩu lẩu mú mà mở mú pu ma chân cáo lòn phòng cáo chủ ma dàn ma phai ma này ta này nay tăng chủng đúng không ta sống khỏi còn mòn áo thơm tổn tổn nấu bà áo cưới nó hót lắm thương giảo má hảo má hắn má xẻng má xá lại tì lại nóng lưu bản tảng má nha nữa tăng lung sửa lý bí hoa kẻng má chúp má tôm nợ sóng lán hâu cây có thứ nhất là di chúp hỏi sóng lán nói bên lối sang lối thú bên cù sang cù kim bên lối sang lối bên nha bái bên lối sang lối cái nha xẻ bên lối phò lối mía bơm đi chơi hàng hạc cắn tàu phốm đánh beng cắn tàu phốm lón chúm hở lán hao hạc cắn tàu kiểu lón xám cao mi lù nó bò tay hở xung khỏi đẩy mang lại ính hỏi chùa pan nơi để nơ phú già nơ cánh pì cánh nam chú con nơ thứ sáu má chứ sáu cảm ơn pin ông bản tả ná nữa nung sửa lý bí hoa kiểng má tôm bằng cái bằng lóng hở lú tàu lú lán hâu pin ông bản tả ná nữa ở nòng cá tàu cá bò cá me xong đảo xám hơn thật có hào có hắn có xiềng có sáo mà bò lú xón lán nào thật có bên đi mít số hảo lú hảo lán hâu mới tăng bằng tăng cày nha su nha tun này nó cũng pin ông xong đảo xám hơn bản tả ná nữa nó tức là của một đứa trong này sau này vào mẹ đồng phía ấy tức là có lần sòng sướng rất là đại diện đặc biệt đang ở tại nay bài trong bức ảnh phúc hở sòng là nói không chứ cả một đứa trong này bài hở là các mở đọc con mẹ ấy vào mẹ đồng phía học bách với việc bác càn thấy làm đơn xử lý việc kiện mắt chung một bác cầu mà đi chứ là sò chúc hở vào mẹ và cả phát được saoมีประกอบเราแชมป์หนึ่งมันนี่ไปจมบ้างอ่ะฟังเคยฟังลองหันเอาไหลมอนตะลางเอาจะก็ประกอบขั้นได้เอฟบอลแมนลองปีนหลายคนเออฉันเราไปมวนไหลไปจมบ้างเหอรัวเหอเต่ามันนี่จังมาแต่งลุ้นลุ้นใช้น้ำสุมาเอ้ยไม่แต่งลุ้นล่ะแต่น้อยจังอยากลุ้นสูงเศร้าลุ้นสองคนจังเหี่ยวหอดเอฟง่ายvườn chiếc phải mà đi với chữ bàn suối mưa rìa là quá sớm ấy trên quảng hà chớ khăn chớ chăn chớ chôm măng hạnh phúc ở lùa tàu tức là bên nạp phố bên hòa mía chỉ cần bên ải em ó tức là bên phở Thùy Loan cả chiếc mi trường lành tránh hùng mi trường mi khòng ở lùa ở tàu trên xuống hỏi sau này chưa mới tiếng lại của mẹ là nam bác ở chép họ còn tám à lê ma tăng sân khấu vướng lê trường khẩn trường chăn trường lành tránh hùng mi trường mi khòng ở lùa tàu cùng chương trình mới đi sau này chưa mới tức là bên ai bố bên em mẹ tức là thân sinh cô dâu Thùy Loan chỉ mấy trường mới còn hở đục nhưng đục cười sau này chưa mới ải sau này chưa mới em chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên sân khấu để chứng kiến những giây phút hạnh phúc nhất của chú rể và cô dâu sẽ được đón nhận những tình cảm thân thương đến từ bố mẹ, có những món quà hạnh phúc nhất. Chúc cho hai con sang năm hạnh phúc qua những món quà ý nghĩa nhất ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, mẹ thân sinh của cô dâu Thùy Loan cũng sẽ tặng cho cô dâu, tặng cho con gái một món quà ý nghĩa và hạnh phúc là một vòng kiềng. Và bố thân sinh của cô dâu Thùy Loan sẽ dành tặng cho chú rể Văn Thu một món quà hạnh phúc và hứa hẹn nhất, và chúc cho hai con trong năm hạnh phúc. Và quý vị sẽ dành tặng cho cô dâu chú rể, dành tặng cho chú rể cô dâu một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và liên tục những phần quà về hài pha hài cười, mít trường mít hồng, sợi siêu mây, hài thầu, em thầu, sẽ khởi ma, mít trường mít hồng, hở lá nồi, sợi siêu mây. Xin được trân trọng kính mời ông bà ngoại sẽ cùng nâng những bước chân nhẹ nhàng trở về sân khấu để có những món quà hạnh phúc nhất dành tặng cho hai cháu là cô dâu Thùy Loan, chú rể Văn Thu, những món quà hạnh phúc nhất. Ông bà ngoại tặng cho hai cháu nhân ngày trăm năm hạnh phúc cũng một lần nữa là một vòng kiềng. Còn màu gì thì quý vị chúng ta cùng hướng mắt lên sân khấu để được chứng kiến, được nhìn thấy được không ạ? Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và chúng ta cùng thay lời chú rể Văn Thu, cô dâu Thùy Loan cảm ơn tới ông bà ngoại đã có món quà hạnh phúc và chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc bằng một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt được không ạ? Bà ngoại ơi, bà ngoại em bảo mà mình không có chồng có. Vâng, thưa quý vị thân mến, liên tục những phần quà xin được trân trọng kính mời gia đình bác Thiều Thiêm sẽ lên sân khấu dành tặng cho cô dâu chú rể những tình cảm thân thương và món quà hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị, vậy là chú rể và cô dâu cũng đã đón nhận được cảm thân thương đến từ gia đình bác Thiều Thiêm. Vâng, xin được trân trọng kính mời bác sẽ nán lại sân khấu Bác ơi, hắn lại sân khấu một ít phút nữa. Vâng ạ, kính thưa quý vị, và chúng ta cùng sẽ một lần nữa thay lời chú rể cô dâu cảm ơn tới gia đình bác Thiều Thiêm. Đó là một tràng vỗ tay thật lâu nhất để thay lời được cô ạ. Vâng ạ, kính thưa quý vị, và liên tục những phần quà dành tặng cho cô dâu Thùy Loan, chú rể Văn Thu xin được trân trọng giới thiệu kính mời lên sân khấu gia đình cậu Phương Hoa sẽ lên sân khấu dành tặng chú rể cô dâu những tình cảm ấn thương và những món quà hạnh phúc. Xin mời. Chúng ta cũng đón nhận được tình cảm thân thương đến từ gia đình cậu Phương Hoa. Đó là những món quà hạnh phúc và tình yêu dành tặng chú rể cô dâu đúng không? Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, vậy là những món quà hạnh phúc đã được dành tặng tới cô dâu Thùy Loan và chú rể Văn Thu của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay với những món quà ý nghĩa và hạnh phúc nhất. Khỏi số mấy bố mẹ làng nào bác hỏi xem đấy hốc số này này vẫn này lên chói nừng bản thân khỏi hết là cẩm mi lùi nhiên ngủ đâu kể cả em bố mẹ nông pi làng nào bác hỏi xem cẩm mi chim mi lùi nhiên lùi bẩn cẩm chim mi lùi chai lùi bẩn lùi nhiên lùi cười không toàn hướng toàn lê toàn trông ta trông cười mới đi khỏi lại vườn nó lại vườn hoa trời lại vườn thứ là mất ải mất êm mặc lù bờ mặc lù chai mặc lù nhinh mặc lù cười mắt mét cứ bà khai gì nè vườn hoa trời ải trời êm chẳng bà qua tảnh lù lú nó con nhớ sùng mà tảnh lù là té nói cứ con hỏi nhớ sùng dao khai sòng lù bà nhớ tiếng vùng hà vùng nhớ tiếng xa hà xa mà tiếng vương hơn hà hơn họ chơi khay sòng lù sòng làn không mà cờ trắng buồn họ đợt tiếng cằn bên nạp của cánh mà của mía họ mới đi tổ chức ở sòng lù sòng làn tức là phiền phùa cánh mía với nửa ngàn thầu chứ cờ sáng ải sáng êm sáng ải thầu không thầu sáng mất ảo mất à mất ải lúc em bà sáng mi trường mi khóng mới trường lành tránh hung mà chôm hở chúc phúc hở sòng làn nòi hâu phiền phùa phiền mía chúc phúc hở sòng làn nòi hâu tức là thằng ca đi về nà tức là mi dịp tính cá mi kín mi trường tính cá mi khổng tên thằng mà bảy chôm phẳng mừng cười chôm mừng hở khổng tây hơn tức là mi trường mi khổng lùa tàu trên hơn thế rào áo khăn nhau mưa sùng tôi mưa sờ hồ bò mẹ ơi. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, rất là vui và hạnh phúc. Niềm vui ngày hôm nay không chỉ riêng chú rể và cô dâu, không chỉ riêng hai gia đình nhà trai và nhà gái, nó còn hiện diện tại khuôn mặt toàn thể quý vị hiện tại. Vâng ạ, cùng có những niềm vui cùng hạnh phúc chúng ta dành tặng cho nhau nữa. Và ngày hôm nay, trung tâm tổ chức sự kiện Thiền Thi cũng đã mang đến cho gia đình, cũng đã mang đến cho chương trình Vu Quy ngày hôm nay một khán phòng rất là lộng lẫy và tuyệt vời, và mang đến cho bạn trẻ một tháp ly rượu hạnh phúc và tình yêu, để đôi bạn trẻ chúng ta sẽ cùng đến với nghi lễ rót rượu sâm banh, mang tính chất, mang một niềm hạnh phúc, mang một ý nghĩa. Từ ngày hôm nay, đôi bạn trẻ sẽ cùng nhau dìu dắt, nắm tay đến hết cuộc đời này. Xin được trân trọng kính mời cô dâu Thùy Loan, chú rể Văn Thu, hai em tiến lên phía trước cùng đến với tháp ly rượu hạnh phúc của hai em. Và cũng xin được trân trọng kính mời chú rể Văn Thu sẽ khui chai rượu sâm panh đầu tiên. Trân trọng và kính mời. Vâng ạ, trân trọng kính mời chú rể Văn Thu, hãy khui chai rượu đầu tiên của mình lên nào. Vâng ạ, mở khóa và em sẽ giữ nắp chai, giữ nắp chai, giữ nắp chai, lắc thật mạnh nào, sóc thật mạnh nào, sóc thật mạnh nào. Vâng ạ, tuyệt vời. Xin mời đôi tay của chú rể và cô dâu hãy cùng chung tay nhau rót lên tháp ly tượng trưng cho hạnh phúc của hai em. Xin mời. Trên núi sông xa xôi những đôi trẻ và trẻ băng ra núi màu xanh ra với những người thầy Việt Nam sông hương và một trái ác hương đất đời của họ. Vâng ạ, xin trân trọng kính mời chú rể Văn Thu hãy khui chai rượu thứ hai. Khui chai rượu thứ hai nào. Trân trọng kính mời chú rể Văn Thu, cô dâu Thùy Loan sẽ rót lên đầu tiên, đó là hai chiếc ly ở trên bàn, hai chiếc ly và cùng những chiếc chén của chúng ta trên bàn. Xin mời hai em sẽ một lần nữa chung tay nhau xót lên tháp ly một lần nữa các bạn. Xin mời. Rượu trong chai có bao nhiêu, hai em cùng xót lên tháp ly đấy các bạn. Vậy là cô dâu Thùy Loan, chú rể Văn Thu cũng đã hoàn thiện xong nghi lễ rót rượu sâm panh, và chúng ta cùng dành tặng chú rể cô dâu một tràng vỗ tay thật thật náo nhiệt nào. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, ly rượu cay thắm tình chồng vợ, ly rượu hồng kính chúc mẹ cha, vì con cha mẹ chóng già, ơn sâu nghĩa nặng như là biển khơi. Vâng ạ, trân trọng kính mời chú rể Văn Thu, cô dâu Thùy Loan sẽ nâng những chén rượu hạnh phúc của hai em lên để kính mời lên bố mẹ đại diện của hai gia đình, nhà gái và nhà trai. Trân trọng kính mời hai em nâng những chén rượu nào. Cô dâu sẽ mời lên đại diện gia đình của nhà trai, chú rể sẽ mời lên bố mẹ và đại diện của gia đình của nhà gái. Kính mời. đón nhận được những tình cảm thân thương của chú rể và cô dâu ban những chén rượu hồng. Cảm ơn, xin trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, chứ chung để phần cha, chú hiếu phần mẹ, đôi ta chứa tình. Vâng, cảm ơn những tình cảm thân thương của chú rể và cô dâu cũng đã có những chén đi rượu hồng để kính dâng lên bậc làm cha làm mẹ đại diện của gia đình ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa bây giờ giây phút ở đây trân trọng kính mời chú rể cô dâu sẽ có những chén rượu và cùng ly rượu bố mẹ cũng như hai gia đình ngày hôm nay. Trân trọng và kính mời. Vâng ạ, xin mời hai gia đình sẽ chạm ly rượu với nhau được không ạ? Xin mời. Vâng ạ, khi chạm ly rượu xong, xin được trân trọng kính mời bố mẹ sẽ trở lại như vị trí như vừa rồi được không ạ? Học cả làm mà xong rồi sang mà bọn có mình kỷ mà ấy em ơi, mà xong rồi bọn có mình kỷ mà. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của chú rể và cô dâu, là ngày mừng rỡ nhất của hai gia đình nhận được chú rể và nhận được cô dâu. Vậy thì chúng ta cùng đến đây với những niềm vui hoan và hạnh phúc. Chúng ta cùng dành tặng cho gia đình cùng một chén rượu hạnh phúc được không ạ? Xóa lại chân mây tên lại bò mè nào ở sườn, họ còn khái chén lẩu pe pom, họ choi cá, phở cá cười, họ choi cá sòng vái trôi dân, bò mè nong bì ơi, khái chén lẩu pe pom đâu, được không ạ? Chúng ta cùng nâng chén rượu của gia đình được không ạ? Khái nâng. Vâng, xin mời chú rể và cô dâu hai em hãy tiến lên phía trước chính giữa của sân khấu được không ạ? Tiến lên một bước nữa và để có một khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hai em, xin được trân trọng kính mời cô dâu Thùy Loan, chú rể Văn Thu, hai em hãy quay mặt với nhau nào, quay mặt lại với nhau và hai em hãy xích lại gần nhau một chút được không ạ? Xích lại gần nhau một chút, vâng ạ, tuyệt vời. Và chén rượu sao vui hạnh phúc ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời cô dâu Thùy Loan, chú rể Văn Thu sẽ ngoắc tay nhau uống chén rượu ra vui, ra nước được không ạ? Quick hand, chuẩn bị được không ạ? Sau này mới tức lại bò mè, nhớ chén lẩu bé bom nữa bò mè nữa, lại đâu hả? Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. 1, 2, 3, rượu. Xin mời. Vâng ạ, tuyệt vời. Và cũng xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị cũng đã dành cho chú rể cô dâu những ly rượu, những lời chúc mừng chân thành nhất. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng ạ, kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, có một câu thơ như thế này: thông ra như ruộng điền bờ, bên mong có rể, bên chờ có dâu. Từ nay chung một nhịp cầu, chung con chung cháu, chung câu nhớ tình. Sau này chiếc mây thế này phiền im, đại diện sòng phái châu dân, họ cần nhàng ma tác nả sân khấu, họ cần khám mơ bắt tay cần phải chung mừng hở lùa hở tàu, tặng cam lên tay bền hơn đừng hơn nhiều, quên cửng hơn lâu cả nơi ải đấy em ơi. What? Vâng, sau này cảm ơn Hải Im, đại diện Sòng Phái Châu Dân. Xin chào các anh, sau này chứng mới là bên Hải Việt Im, đại diện Sòng Phái Châu Dân. Họ còn thắng khen càng di chuyển khỏi Bắc Hậu Trệt, họ còn thắng kìm nhớ chân lẩu nước mải bên em nữa. Cô dâu Thùy Loan, chú rể Văn Thu sẽ nán lại sân khấu chuông nói đến mớ. Sau này chứng mới bên Im, sau toàn là di chuyển khỏi Bắc Hậu Trệt, thắng kìm nhớ chân lẩu nước mải em nữa. Chứ là còn một yếu ngôn chung lại số mãi số mây chưa sòng hàng ngoài hôm qua chỉ phải lùi sang lùi pet bóng với chưa là phải chỉ phải lùi sang lùi cái bóng với chưa là sửa chỉ phải lùi phù cánh mía như hưởng thảo đồng lò ải ơi em ơi trên cái trắng bà nào mất à nghệ nhân à mất à ải mất em mau trắng bà cờ trắng mía quang khắp quang buồn bảy chôm mương hạnh phúc ở sòng hàng ngoài hôm bảy chôm mương hạnh phúc ở sòng hàng ngoài hôm tuyển phù cánh mía ăn thảo trên cái trắng bà đi lò số mãi em ơi. Hà hà ôi té chuồn hơn báo sào còn chớ hết thầu ni lo nông là ai ơi ai hiện nông là nông sửa phun lón ai há chờ pan tê lo nông là ai ơi hiện nông bánh nông sửa phun lành ai há chờ kiểu hai này nông là má dễ chuồn phát tối mai phải chỉ chân cổ cho nên nông là ai ơi hai này nông bánh má già xuân nhám tối mai phải chỉ biển má phong mong khoản vì nâng chỉ này xếp sắn sáu sắn chút điều này lo nông là có thằng là sườn ai à ơi hao ơi nông là xài có ai ơi ta ba má con nhà ba mày tinh toán đến bốn pha phồn nôm lấy được hùng ương khầm khầm năm mà hành phán can mương đông nhắn bà ai thu cơ bơ trà bám số phở mượn đô xào khăn chín nhàn cấp là nòng khăn nòng loan con điều đi lò cả số máu à họ còn có mơ cho mơ hạnh phúc của sò làm áo nữa. Và ngày hôm nay đây để minh chứng tình yêu hạnh phúc tuyệt vời nhất của hai em nhất ngày trăm năm hạnh phúc ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chứng kiến một giây phút hạnh phúc nhất được không ạ? Đó là gì ạ? Đó là một nụ hôn hạnh phúc đúng không ạ? Một tình yêu hạnh phúc này ngôi không thể thiếu được những nụ hạnh phúc. Anh xin tạm hoãn tất cả chương trình. Anh xin được ghi lại một khoảnh khắc đẹp nhất của hai em trên YouTube Hello Tây Bắc. Vâng ạ, xin mời hai em kính lên tiến giữa sân khấu nào. Lên giữa sân khấu. Và xin mời hai em sẽ quay mặt lại với nhau. Dành tặng cho toàn thể quý vị một tình yêu đẹp, một hình ảnh đẹp nhất. Đó là một nụ hôn hạnh phúc đúng không ạ? Xin lại cái nhóm chút nào. Sẵn sàng cảm ơn mình rồi. Xin mời đôi tay của cô dâu sẽ đặt lên bờ vai vững chắc của chú rể Văn Thu nào. Ôm bờ vai của chú rể nào được không ạ? Ôm vòng cổ được không ạ? Con co. Xin mời đôi tay của chú rể Văn Thu hãy ôm eo của cô dâu được không ạ? Và chúng ta sẽ cùng chứng kiến phút giây hạnh phúc nhất của chú rể cô dâu qua nụ hôn được không ạ? Chúng ta sẽ cùng đến 1, 2, 3. Chú rể cô dâu sẽ dành tặng cho nhau một nụ hôn hạnh phúc. Chuẩn bị nào mọi người ơi. 1, 2, 3, xin mời vỗ tay chúc mừng nào. Mình đi cầm món để trong này hai màn hư cái này mà hư này chung vui các bạn chương trình hạnh phúc lời GMC ở sóng mong hư là của ngài chắc hẳn chắc chắn mình đi hôm nay quan sáng hồi xưa sáu chúc ở sóng mong hư là hạt cắn tàu phùng lành anh cắn tàu phùng lón mi những cắn mi trai cắn 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 sóng mong nữa chúc mừng hạnh phúc. Vâng ạ, sau đây trân trọng kính mời em nâng những bước chân nhẹ nhàng trở về với những bản tiệc hạnh phúc của gia đình nào. Xin trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Biến sáng cái gương cái áo ý.